Nóng, hot boy bị cho là làm lộ đề thi đã lên tiếng đính chính và khẳng định đã được các chú công an gọi điện. Xin chào tất cả mọi người. Mình xin đính chính lại với mọi người. Mình là cái người mà hôm nay gọi là đã theo mọi người nói thì gọi là đã làm lộ đề thi. Còn thực ra cái đề thi đấy mình cũng chỉ vô tình đọc được ở trong cái tin nhắn của mình thôi. Xong rồi mình có lưu ảnh về, mình lên các fanpage. Mình không phải, có nghĩa là mình cũng chỉ là lên Facebook thôi. Mình nhìn những cái bài viết đến thì mình comment vào. Xong rồi mình cũng đã xóa đi ngay. Chắc tầm khoảng 10-15 phút nữa thôi. Sau khi đăng video này thì mình sẽ đi ra công an. Xong họ cũng đã gọi điện cho mình rồi, đưa ra cho mình những cái phương án giải quyết tốt nhất, nên là những người thân của mình sẽ không phải lo lắng hơn về mình nữa. Đấy, mong cộng đồng mạng sẽ bớt lại mọi việc, nó sẽ đâu vào đấy thôi. Cảm ơn tất cả mọi người. Công an đã gọi điện để giải quyết. Theo lời giải thích thì có thể hiểu rằng thanh niên này được một người nào đó gửi cho ảnh để thi. Nếu quả thực đúng là như vậy thì lại là một pha đưa bạn lên đường căng nhất lịch sử kỳ thi đại học.